50 là chúng ta quay lại xe nha, mình tranh thủ thời gian mình đi vào nha. Đi vào trong trung tâm mình tham quan những điểm khác nữa. Rồi, đợi chút xíu. Rồi. Xe của mình ở phía trước nó có cái bảng là có tên của ông vua Nguyễn Trọng Nguyên. Nguyễn Trọng Nguyên mà. This is old, not you. Oh, it's okay.